chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là một số thông tin về Nghị định số 125 của Chính phủ mới được ban hành về xử phạt hành chính thuế. Hóa đơn sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn. Nghị định đã điều chỉnh tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về thuế. Việc xử lý nghiêm vi phạm hành chính về thuế sẽ góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định các vi phạm hành chính với số thuế từ 100 triệu đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa từ 500 triệu đồng trở lên được xác định là vi phạm hành chính về thuế có quy mô lớn và vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên được xác định là vi phạm hành chính về hóa đơn có quy mô lớn. Nguyên tắc xác định mức phạt tiền khi có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 10% mức phạt trung bình của khung phạt tiền. Nhóm hành vi vi phạm thủ tục thuế có mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng và mức tối đa là 25 triệu đồng. Mức phạt tiền sẽ tăng mạnh đối với nhóm hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, chậm nộp hồ sơ khai thuế. Trong đó, trường hợp vi phạm về thời hạn đăng ký thuế, thời hạn thông báo ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước hạn với mức phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn giảm, hoàn sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 8 triệu đồng. Hồi 7 giờ ngày 25 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông, giật cấp 11. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, từ 60 đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Dự báo gió mạnh trên biển, đất liền, ngày hôm nay 25 tháng 10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ nay đến ngày 26 tháng 10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam có thể mất hàng tỷ USD tăng trưởng kinh tế trong thập kỷ tới do các thảm họa thiên nhiên nếu không có chiến lược tăng cường khả năng chống chịu mới. Báo cáo ước tính khoảng 12 triệu người ở các tỉnh ven biển đang đối mặt với nguy cơ bão lũ, hơn 35% nhà ở hiện nằm ở các khu vực ven biển bị xói mòn. Trung bình mỗi năm có tới 852 triệu USD, tương đương 0,5% GDP và 316.000 việc làm trong các lĩnh vực kinh tế chủ chốt bị ảnh hưởng do nguy cơ lũ lụt ven sông và ven biển. Ngành nông nghiệp trị giá 1 tỷ USD GDP và 1,5 triệu nông dân bị ảnh hưởng trực tiếp do lũ. Hơn 1,1 triệu tấn thủy sản có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ hàng năm, tương đương với 935 triệu USD kim ngạch xuất khẩu. Trong khi đó, ngành du lịch biển đóng góp 70% GDP du lịch quốc gia, nhưng khu vực ven biển thường phải đối mặt với lũ lụt, nước dâng do bão và sạt lở. Theo báo cáo, dù chương trình quản lý rủi ro của Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ trong thập kỷ qua, nhưng vẫn phải đối mặt với những thách thức đáng kể. Những tồn tại chính gồm thông tin về rủi ro rời rạc và thiếu, các quy định liên quan như quy hoạch không gian, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn an toàn và bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng được thực thi kém hiệu quả. Do đó, World Bank cho rằng cần hành động ngay vì nếu chỉ hoãn hành động thêm 10 năm thì tăng trưởng nền kinh tế bị mất đi 4,3 tỷ USD và gần 1,2 triệu người sẽ bị nghèo đói vào năm 2030 do biến đổi khí hậu. Sau Mitsubishi, Honda, đến Suzuki bày tỏ ý định lắp ráp xe hơi tại Việt Nam. Đây là tin vui đối với ngành công nghiệp xe hơi và là cơ hội lớn để giá xe trong nước giảm. Hiện tại, tỷ lệ sở hữu ô tô trên đầu người tại Việt Nam đang thuộc hàng thấp trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, thị trường xe hơi ngày càng bùng nổ, nhu cầu sở hữu xe hơi cho mỗi gia đình là xu hướng tất yếu. Theo số liệu của một công ty nghiên cứu của Indonesia, tỷ lệ xe trên đầu người của Việt Nam năm 2019 là 23 xe trên 1.000 người, đứng gần cuối bảng so với các nước ASEAN. Trong khi đó, Brunei cao nhất với hơn 720 xe trên 1.000 người, Malaysia là 443 xe trên 1.000 người và Thái Lan là 225 xe trên 1.000 người.
Trong 8 tháng đầu năm 2020, 8 thành viên thuộc Hiệp hội gồm Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar, Indonesia, Malaysia và Brunei mới tiêu thụ được khoảng 1,39 triệu chiếc xe, giảm 810.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm 58%. Với sự mở cửa ưu đãi lớn cho ngành công nghiệp xe hơi, Việt Nam đang chứng kiến sự mở rộng quy mô các doanh nghiệp xe hơi với việc mở rộng các nhà máy sản xuất xe lớn như VinFast, Thaco, Thành Công, Ford. Từ năm 2021 trở đi, mỗi năm Việt Nam sẽ cắt bỏ thuế nhập xe theo lộ trình đối với xe nhập từ EU từ 7 đến 8% một năm, cũng sẽ góp phần cạnh tranh mạnh mẽ với xe nhập không thuế từ ASEAN. Những lợi thế không thuế sẽ không còn và các doanh nghiệp sẽ phải tìm cách mở rộng sản xuất, lắp ráp ở Việt Nam để nhận thêm nhiều ưu đãi của chính phủ hơn. Chuyển sang một số thông tin về tình hình dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam đang có 1.160 ca mắc COVID-19, trong đó đã có 1.051 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay 551 ca. Đến nay, Việt Nam đã bước sang ngày thứ 51 không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, từ ngày 17 tháng 8 đến nay đã 66 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã 83 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 thế giới vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Đến nay, thế giới đã ghi nhận thêm 441.920 ca mắc COVID-19 và 5.497 ca tử vong, đưa tổng số ca bệnh lên gần 43 triệu người, trong đó có trên 1,1 triệu bệnh nhân không qua khỏi. Theo đánh giá mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu ECDC, tất cả các nước EU ngoại trừ Cyprus, Estonia, Phần Lan và Hy Lạp đều nằm trong diện đáng lo ngại nghiêm trọng về dịch COVID-19, tăng mạnh so với chỉ 7 nước cách đây một tháng. Sự gia tăng liên tục các ca mắc COVID-19 là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng, với hầu hết các quốc gia có tình hình dịch tễ học đáng lo ngại. Tác động của áp lực lên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tỷ lệ tử vong ngày càng trở nên rõ ràng. Với mức độ lây nhiễm cao trong cộng đồng, việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trở nên khó khăn hơn và không thể tránh khỏi việc nhiều người trong số họ mắc bệnh nặng. Cơ quan này cũng cho biết số ca mắc mới được ghi nhận đã tăng đều đặn kể từ tháng 8 và đã có dấu hiệu leo thang rõ rệt trong những tuần gần đây. Tiểu ban điều trị cũng cho biết đến thời điểm này, nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 4 ca, số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 3 ca, số ca âm tính lần 3 là 16 ca. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 25 tháng 10, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu di tích quốc gia đặc biệt Bác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khuôn viên vườn hoa trung tâm thành phố. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng đoàn đại biểu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đồng thời bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Báo công trước anh linh của người, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, khẳng định 5 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao của toàn đảng bộ tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế của tỉnh liên tục phát triển với 17 trên 17 chỉ tiêu chủ yếu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Cao Bằng tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, nổi bật để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh vùng đất và con người Cao Bằng. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược với nhiều dự án lớn, tạo động lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp.
quốc phòng an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đoàn kết, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng Cao Bằng, quê hương thứ hai của Bác, trở thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với niềm tin của Đảng và truyền thống tốt đẹp của quê hương cội nguồn cách mạng. Viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Các đồng chí đoàn đại biểu tỉnh đã thành kính dâng hương, dâng hoa và bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu anh dũng hy sinh, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đọc diễn từ tại lễ viếng, khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm, quyết liệt, đổi mới sáng tạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các sở ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chủ đề của đại hội đó là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng, nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng xin hứa sẽ tiếp tục nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên. Các đại biểu dự đại hội Đảng bộ tỉnh đề cao trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, đổi mới, tích cực thảo luận và đóng góp trí tuệ vào thành công chung của đại hội, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Tiếp đó, đoàn đại biểu tỉnh đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên vườn hoa trung tâm thành phố, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc. Ngày 25 tháng 10, đoàn công tác Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT do ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn TNT, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, trao tài trợ xây dựng điểm trường và nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tỉnh Cao Bằng. Cùng đi có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương. Làm việc với đoàn có đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban Nhân dân hai huyện Trùng Khánh và Bảo Lạc. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chào mừng đoàn công tác Tập đoàn TNT đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng. Trong tháng 10 vừa qua, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức nhiều sự kiện lớn có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, đặc biệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày mai, 26 tháng 10. Dịp này, Tập đoàn TNT, một tập đoàn đa quốc gia, chiến lược, đa ngành, có uy tín trong nước, trực tiếp đến trao tặng quà cho tỉnh là việc làm có ý nghĩa, là động lực khuyến khích, hỗ trợ các hộ nghèo, học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Cao Bằng đã xác định công thức 5-3-3 với 5 lợi thế, 3 điểm nghẽn và 3 đột phá để phát triển. Thời gian tới, mong muốn Tập đoàn TNT, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển quan tâm, hỗ trợ, tìm hiểu, đầu tư hợp tác tại tỉnh, mở ra cơ hội đầu tư để tỉnh Cao Bằng tiếp tục phát triển, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn TNT, Chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB Đỗ Quang Hiển bày tỏ niềm vui mừng được đến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, là nơi cội nguồn của cách mạng, quê hương thứ hai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương châm phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, Tập đoàn TNT Group
Ngân hàng SHB thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh thành trong cả nước. Tập đoàn TNT và các doanh nghiệp mong muốn tiếp tục được đầu tư, hợp tác, gắn bó lâu dài, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Cao Bằng. Tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Hiển cùng phu nhân và đại diện các doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội SHS, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn Hà Nội BSH, Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam Vinafor, Công ty Cổ phần Điện cơ Thống nhất Vinawin đã trao số tiền ủng hộ tỉnh Cao Bằng 5 tỷ đồng để xây điểm trường và nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo của tỉnh. Bản tin 16 giờ ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.